Queen xin chào, mời mọi người đến với nội dung testing và review mật viết máy Queen với loại mật xanh dương nhạt 45ml. Chúng mình sử dụng 3 loại giấy để test mật gồm giấy học sinh Caro, Dana Book, giấy sổ tay, Dot Read và giấy chuyên viết bút máy, Pentino. Bên cạnh đó, cây bút chúng mình sử dụng trong nội dung lần này là dòng bút Hero 329. Thao tác test mực thực hiện như sau. Chúng mình sẽ viết một đoạn chữ và quẹt 3 lớp mực chồng lên nhau để thấy sắc độ mực. Sau đó, chúng mình test đến độ kháng nước bằng cách để nước lên đoạn giấy đã có mực. Và cuối cùng, chúng mình test đến thời gian khô mực trên từng loại giấy với các mốc 5, 10 và 15 giây. Kết quả cho thấy như sau. Mực Queen biểu hiện đồng đều 3 tiêu chí trên các loại giấy như sau: shedding, trung bình, độ kháng nước, trung bình. Tất cả đều viết lưu loát và rõ nét. Riêng độ xin và thời gian khô có sự chênh lệch phụ thuộc vào chất liệu giấy. Với độ xin không có ở giấy học sinh và giấy Dot Read, còn trên giấy Pentino thì cho ra ánh tím. Còn về thời gian khô, giấy Pentino trung bình khá, giấy Dana Book tốt, giấy Dot Read tốt. Tuy nhiên, theo chuẩn quốc tế, tốc độ khô của mực từ 15 đến 20 giây là đã đạt chuẩn nhanh. Như vậy là chúng mình đã thử nghiệm thành công nội dung test mực viết máy Queen với màu xanh nhạt. Hãy đăng ký kênh chúng mình để xem thêm nhiều nội dung thú vị khác nhé. Xin chào!